Đây. Bảo mấy anh em ấy luôn hay là chuyển từ bên kia sang. Được. Đây. Cái cửa này của em tăng lên một nửa cân nhưng em vẫn thích làm kiểu cửa này đấy. Cửa này nó mở mấy hai nó mở được gần như nó hết. Đây nó mở gần như nó mở cánh được hết cái đấy. Đây. Này ngày xưa mở lờ kiểu bản đề nó hay hơn. Ngoài này là không ấy à? Không cái này là có làm lắp thêm hệ thống cảm biến không? Này là dở thế. Này nhấc thêm. Em nhấc lên để cho em 17 phân nhá. 17 đến 18 phân. 17 đến 18 phân thì bật lên. Vâng. Khe sáng rồi này. Cái này sau này nó nước cái này nó vãi nó chảy hết cái này nó ngon. Đây. Được rồi. Ngày xưa anh hơi lỗi tí là cái này anh không nắm được cái ấy thì anh làm thụt vào đây tí đẹp đúng không? À, thôi rồi. Vẫn ngon. May là thoải mái. Làm sao con nái nó không bị lạnh là được. Hôm nay để ý. Hôm nọ ông quên mất cái này là nó đưa về ống 48 á. Đó, bảo anh em đưa ống 48 vào cho nó. Đấy cái nhựa con gà cu nó làm công trình nó còn. À thế nhựa này tốt quá nhìn thấy là nó ngon. Đây là hàn chéo này. Em hàn như nó kiểm tra giúp em á. Hôm trước em giận nó không phải hàn kiểu này, hàn đây và hàn đây. Hàn đây và hàn đây. Để nó không bị ấy. Nó giằng nhau. Từ đây ấy, may ra đây còn kiểm tra nữa không lại gãy hết chân. Thôi mình ngày xưa thì là anh mua lại xong cắt hay là chân nó thấp. Nhà ấy, thợ ngày xưa anh mua ở đây nó ấy sẵn nhưng mà ngày xưa mà từ 2015 này nó hơi thấp, này hơi thấp. Vâng. Đua lên không nó phốc ra còn chả phốc được đâu nhưng mà cái chuồng này thì không đáng ngại, cái chuồng hậu bị nái là nó đáng ngại anh nhé. Này là chỗ này anh tính một con đực nữa chắc của anh chỉ ba đực thì được khoảng độ 160 nái đến 180 đấy. Cái này là xem phủ lưới ra anh ạ. À, làm cái chắn ra cái đấy nó mùa này thì nó không có giá trị nhưng mùa hè anh công nhận là nó khắc nghiệt. Con này. Cái này được rồi. Này hơi tốn tí. Sắt 10 cũng được. Ui, sắt 8 thì nó đáng bao nhiêu sau này mình công cán thì mình lại khổ. Rồi ấy đi xong là tí em ấy nhá, em qua bên kia lắp nốt cái máy tách